Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Về đây nghe tiếng quê hương gọi ta từ những yêu thương ngọt lành. Các cháu cháu bác hỏi thăm, các cháu có biết ấp Ngọc Đông ở đâu không? Ồ, vậy hả? Ồ. Vậy tại sao các cháu biết có ấp Ngọc Đông? Vì bố cháu kể chúng ta đều là người Nguyễn Đình của Lăng Đông, là hậu duệ của công Nguyễn Sĩ. Bác cảm ơn các cháu nghe. Dạ. Rồi. Ngọc Đông sinh khí tù, tổ thanh vân khai cơ, truyền thừa dòng Nguyễn Sĩ đến con cháu bây giờ. Ngọc Đồng ấp tưởng như là câu chuyện của xa xưa, không còn ai nhắc đến. Ấy thế mà những người trẻ nơi đây, thế hệ nối tiếp thế hệ, vẫn nhớ về, vẫn kể lại cho con cháu như một niềm tự hào, gốc rễ của mọi tồn sinh hôm nay. Năm trăm năm trước, Lăng Đông còn là nơi ngập mặn, Vân Tụ vẫn là chốn hoang vu, cây cối rậm rạp. Từ làng trong trở lên, đêm đêm vọng tiếng hổ dữ săn mồi. Năm 1527, thế thời thay đổi, nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, Cẩm Y Vệ nội thị, Hòa Lộc Hầu võ bá khi ấy không còn cách nào khác, đã cùng con trai cả đem người đi lánh nạn. Với con mắt tinh tường của một vị tướng kinh thành, người đã chọn Lăng Đông làm nơi sinh sống. Người là vị tổ khai cơ dòng họ Nguyễn Đình của vùng đất Quỳnh Xuân. Người tên tự là Nguyễn Thanh Vân, cháu nội của tướng hùng Nguyễn Xí. Cương quốc công Nguyễn Xí sinh năm 1397 tại làng Thượng Xá, huyện Trân Phúc, trấn Nghệ An, nay là xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Cụ tham gia khởi nghĩa Lam Sơn chống lại sự xâm lược của giặc Minh. Sau khi khởi nghĩa thắng lợi, cụ làm quan cho nhà Hậu Lê trải bốn triều vua, là công thần được sắc ban thượng đẳng phúc thần, hiển uy chính nghị, anh kiệt trung trinh đại vương. Kế thừa dòng máu võ hùng ấy, con cháu cụ Nguyễn Xí đời sau đều theo nghiệp phù trợ quốc gia phồn thịnh, làm quan cho nhà Lê. Nguyễn Thanh Vân là con trai cụ Nguyễn Đồng Dần. Cụ Nguyễn Đồng Dần là con trai thứ 13 của cụ Nguyễn Xí. Sinh ra và lớn lên tại kinh đô Thăng Long, làm quan và sinh sống tại tỉnh Hải Dương. Khi rời kinh thành lánh nạn, Nguyễn Thanh Vân đã làm quan đến chức Cẩm Y Vệ nội thị, Hòa Lộc Hầu võ bá, tức là vị quan chỉ huy cấm quân bảo vệ kinh thành Thăng Long. Đất lành đón chân võ tướng, khí thiêng phong thủy hữu tình, lập ấp khai dân mở chợ, xây đời dựng nghiệp văn minh. Quả nhiên, bằng cái nhìn tinh tường và dòng máu võ tướng anh hùng, cụ Thanh Vân đã nhanh chóng biến vùng đất ngập mặn hoang vu thành một thái ấp riêng, có tên là Ngọc Đồng ấp, lấy núi Mù U làm hậu án, lấy lèn chùa cao sừng sững làm tả Thanh Long, lấy lèn làng trong làm hữu Bạch Hổ. Cụ Thanh Vân lại đắp đập họ Nguyễn phía trước làm Minh Đường, thu hút khí thiêng đất trời hội tụ nơi đây. Người mở chợ Vân, xây chùa Bát Nhã, đắp đập họ Nguyễn để khai khẩn đất hoang, lập nên làng xã. Dân xứ khác gọi những người sống ở Ngọc Đồng ấp là Kẻ Vân hay Vân Tụ Phường, tức xứ mây quần tụ. Về già,
cụ Thanh Vân vào tu ở chùa Bát Nhã với pháp danh Thiện Trí. Các đời con cháu kế tiếp của cụ, Phúc Yên, Tốc Thiện, Chính Đạo, Đức Quảng đều là những vị sư bán thế xuất gia tại chùa Bát Nhã. Người Kẻ Vân tự thân lập nghiệp, lại tinh tế, giỏi giang, hữu tình là vậy. Nên từ xa xưa cho đến bây giờ, khi cuộc sống hiện đại đã bộn bề toan tính, thì họ vẫn hiền hòa, chịu khó chịu thương, nương vào nhau bằng sự cố kết, bao dung, chân thành. Với bên ngoài, họ là những bằng hữu đáng tin cậy. Với nội thân, họ thực sự là điểm tựa cuộc đời. Những cái văn hóa và những cái truyền thống của dòng họ gần như là được truyền từ đời này xuống đời khác. Cho nên gần như là cái đó là cũng là những cái văn hóa và có những cái văn minh của dòng họ để có thể là con cháu sau này là tiếp bước các cha ông. Có cái sự vươn lên như là những cái gì mà cha ông đã có, ví dụ như vươn lên trong cái sự khó khăn hoặc là vươn lên trong những cái cố gắng để làm như thế nào để hoàn thành những cái nhiệm vụ, kể cả trong công việc hoặc là tất cả cái được giao. Với cái tính chiến đấu thời kỳ ông bà là sinh ra là dòng dõi của Hồng Khải mà. Cho nên đến bây giờ thì là cái tính là hiếu chiến và tính chiến đấu thì trong dòng máu của là con cháu người Đình rất mạnh liệt. Đặc biệt nhất là người Nguyễn Đình mang gen võ tướng, đời trước truyền đời sau. Đàn ông trong họ đều có dáng hình cao lớn, phương phi, khỏe mạnh, giọng nói hào sảng, tính cách khoáng đạt, giao hảo. Trong mỗi thời kỳ gắn liền với vận mệnh của dân tộc, đất nước, nhiều thế hệ con cháu của dòng họ đã không tiếc hy sinh, hòa mình vào từng tấc đất, tấc nước vì độc lập tự do cho đồng bào mình. Họ sinh ra là hậu duệ của Cương Quốc Công Nguyễn Xí, là đã tự mang trong mình những tâm niệm chính trực, chính nghĩa, sống xứng đáng với thủy tổ dòng dõi. Cả đến khi chết đi, cũng không được phép làm hổ danh là truyền thừa của võ tướng Công Thần. Gia phả trăm năm còn chép lại, tiền nhân gương sáng nghiệp anh hùng, đạo trời là dựng xây nhân nghĩa, lộc đất tươi hồng bởi chí trung. Cuốn gia phả đầu tiên của dòng họ Nguyễn Đình, chi phái Quỳnh Xuân, được tộc trưởng Nguyễn Đình Cường viết tay bằng chữ Hán vào năm 1890. Thời bấy giờ, các cụ Nguyễn Đình giỏi chữ, giỏi nho giáo, thờ gia tiên theo đạo Khổng giáo, làm thầy đồ dạy chữ, gieo đạo cho đời. Khi tộc trưởng thầy đồ Nguyễn Đình Cường mất, các môn sinh của cụ đã viếng thầy học một bức hoành phi ghi bốn chữ Hán: Trạch nhân tác lưu, và một đôi câu đối chữ Hán: Cơ cầu thế thiệu bằng tiên ấm, thi lệ gia truyền dụ hậu côn. Nghĩa là tổ tiên truyền lại cho con cháu các lễ nghĩa học vấn, con cháu có bổn phận tiếp nối phát huy để càng ngày càng đông đúc thịnh vượng. Với hậu thế, đó là một niềm tự hào, cũng là những phép khuôn răn dạy để luôn nhắc nhớ nhau, gìn giữ chữ đạo 500 năm của dòng họ mình, từ trang gia phổ cho đến ngoài cuộc sống. Năm 1973, ông Nguyễn Đình Dư là một người giỏi chữ Hán, chép lại bản tộc phổ Thanh Thái Nhị Niên trên bằng song ngữ Hán Việt. Khoảng năm 1910, đầu thế kỷ 20, nhà thờ họ Nguyễn Đình mới được lập nên. Và sau rất nhiều lần di chuyển cùng sự đổi thay của thời cuộc, nhà thờ hiện ngự tại phía nam núi Mù U, cách quốc lộ 1A 200m về phía biển. Lưng tựa núi Thông, phong thủy tươi sáng, kiến trúc có nhiều nét sáng tạo, tinh xảo, nghiêm trang. Không chỉ là điểm tựa tâm linh của dòng họ,
nhà thờ còn là nơi ghi lại những dấu ấn quan trọng, là công sức của bao thế hệ con cháu Nguyễn Đình tạc nên từng nét hoa văn, dựng nên từng chiếc cột vững chãi. Những thành tâm cùng tiên tổ đã tạo cho dòng họ Nguyễn Đình hôm nay lớp lớp người tài, thành danh về học hành, quân sự, kinh tế, y khoa. Nhìn vào những cái bậc cha ông, những cái người mà đi trước, người ta đã làm được nhiều cái việc tốt, có những cái hành động rất là tốt, rồi có những cái quan hệ vui vẻ, niềm nở, dân chủ, làm cho mọi người như thế, người ta có một cái tin tưởng vào cái lớp người đi trước. Thì mong rằng là các em, các con, các cháu sau này nên nhìn vào những cái tấm gương, những người tốt đi trước để mà học tập và nói theo, phát huy cho nó tốt hơn, để cho cái dòng họ chúng ta nói riêng và dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung là luôn luôn phát huy một cách là mạnh mẽ hơn nữa về cái đức tính và cái tinh thần trách nhiệm của một cái dân tộc anh hùng. Đối với địa phương của Quỳ Xuân á, thì dòng họ Nguyễn Đình là một trong họ có cháu đông. Với tinh thần đó thì là xác định anh em trong dòng họ cùng đã quán triệt với con cháu là sống mà phải là có một cái tư chất và luôn luôn là hướng về xây dựng, đặc biệt là cái phong trào phát triển kinh tế hiện nay ở trên địa bàn đối với con cháu Nguyễn Đình thì rất là phát triển. Có khoảng 15-16 doanh nghiệp là phát triển ở trên địa bàn của phường. Còn đối với xã hội thì là luôn luôn là chấp hành tốt các chủ trương chính sách, đặc biệt là cái tham gia các cái là cái nghĩa vụ đối với nhà nước thì quan trọng luôn luôn sẵn sàng. Hàng năm, con cháu trong chi phái dòng họ đều tổ chức lễ rước tổ từ khu phát tích Làng Đồng vào ngày 12, tổ chức lễ đại tế vào sáng ngày 13 tháng Giêng âm lịch. Ngoài ra, các ngày lễ Đoan Ngọ, Đông Chí, các ngày mùng 1 và rằm đều tổ chức cúng tế. Năm trăm năm đã trôi qua, hay rồi nghìn năm nữa trôi qua, những dáng dấp của ngày xưa, của hôm nay, của mai sau, mang danh hậu duệ Cương Quốc Công Nguyễn Xí, sẽ vẫn là sự oai nghiêm, trung nghĩa, hào sảng, chân thành. Thời cuộc có thể đổi thay, những đạo nghĩa đó vẫn sẽ được kể lại và viết tiếp.